Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm lắc dạng mắt xích đơn giản như thế này. Nối xen kẽ giữa các mắt xích nhỏ hoặc là xích có hạt. Rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một mắt. Đây là dây 90. Các bạn nhớ vuốt dây cho thẳng. Các đoạn 7,5 cm, 7,5, 8. Bạn nào chưa quen thì cắt 8 cho dư giả. Với làm lát dạng mắt xích như thế này thì các bạn làm theo công đoạn cũng sẽ đều hơn. Ví dụ một lát có 6 đến 7 mắt xích thì các bạn cắt 6 đến 7 đoạn dài như thế này. 7,5 5 đoạn này ở giữa. Đó, các bạn bẻ theo công đoạn như thế này. Xác định là hai bên đã đều nhau chưa, tương đối. Các bạn làm theo công đoạn hết tất cả các dây như thế này. Các bạn bẻ bằng tay, bẻ bằng tay thì nó sẽ không để lại dấu, mà cái chỗ này nó nhỏ. Các bạn bẻ hai đầu. Nếu các bạn dùng kềm thì chỗ này sẽ để lại dấu. Kềm dẹp bóp cho thẳng xuống. Đó, các bạn làm hết tất cả các sợi giống dây luôn. Dùng kềm đầu tròn. Cố gắng là cầm kìm lực vừa phải, đừng bóp quá sợi dây mà hắn sẽ để lại dấu. Vậy là các bạn đã xong một mắt xích. Các bạn làm tương tự với các mắt xích còn lại. Các bạn đập dẹp hai đầu để tạo độ cứng. Như các mắt xích như này là mình đã đập dẹp hai đầu để tạo độ cứng cho sản phẩm, nhưng mà không bị bung. Sau đó dùng xích nhỏ ráp lại, xích có hạt và không hạt ráp lại thành lắc như thế này. Các bạn ráp quen hoặc khóa. Khi ráp thì các bạn làm xích có hạt mình có hướng dẫn ở bài trước. Các bạn dùng kìm đầu dẹp bẻ ra như vậy. Các bạn cho vào, bẻ ngược lại. Và như vậy sẽ tránh trầy dây. Tương tự đầu bên kia, mở ra, ráp lại. Khóa một bên quen. Khi các bạn mang lắc có một đoạn dài như vậy, các bạn cầm tay nắm, bạn xỏ vô. À, như vậy là các bạn có thể tự đeo lắc rất đơn giản hơn nè. Như vậy là xong rồi đó.